Ừ, xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ hai 17 tháng 10 năm 2016. Chương trình phát hình của SPTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tiếp theo trong phần 2 là chương trình kinh tế tài chính tuần qua của tiến sĩ Tạ Cử Hải và sau cùng là phóng sự của cộng đồng người Việt vùng Washington DC, Maryland và Virginia biểu tình trước lãnh sự quán cộng sản về vụ cá chết và công ty Formosa tại Việt Nam. Để bắt đầu chương trình, Bích Phương xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức và Ý tìm cách thúc đẩy Liên hiệp Âu Châu lên án Nga về tiến trình hòa bình ở Syria. Anh quốc, Pháp, Đức và Ý là những quốc gia thuộc nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, ISSG, hôm thứ Hai đã họp nhau lại với mục đích thuyết phục Liên Hiệp Âu Châu để lên án chiến dịch không kích tàn phá của Nga ở Syria và mở đường cho việc áp đặt lệnh trừng phạt mạnh hơn về chế độ của Tổng thống Pasha al assad Khối ISSG cũng có kế hoạch để tiếp tục thúc đẩy viện trợ nhân đạo tới thành phố Aleppo đang bị bao vây. Đấu tranh để giúp chấm dứt cuộc chiến tranh Syria, EU đang đẩy mạnh nỗ lực để hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn chặn các vụ đánh bom ở phía đông Aleppo, nơi 275.000 người đang bị mắc kẹt. Trong khi đó, nước Nga vẫn không giảm sự trợ giúp cho chế độ Bashar al-Assad. Các ngoại trưởng của EU họp tại Luxembourg hôm thứ hai sau khi Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc đàm phán hôm cuối tuần ở Lausanne, Thụy Sĩ và London, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt các cuộc không kích của Nga ở phía đông Aleppo đã phá hủy bệnh viện và anh kích vào một đoàn xe chở những phẩm vật cứu trợ nhân đạo cho người dân đang bị mắc kẹt tại đây. Các nhà lãnh đạo EU sẽ họp vào thứ năm tuần này để thảo luận về các bước tiếp theo. Điều quan trọng là chúng ta vẫn phải tạo thêm áp lực. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson cho biết sau cuộc gặp ở London vào chủ nhật với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, trước khi đến Luxembourg tham dự cuộc họp của EU, ông cho biết thêm. Có rất nhiều biện pháp được đề xướng để áp dụng thêm cho lệnh trừng phạt chế độ Syria và phe ủng hộ họ. Các biện pháp này sẽ đưa ra những kẻ triệu trách nhiệm, gây ra tội ác chiến tranh, phải ra trước tòa án hình sự quốc tế. Tin giờ chó cũng cho biết Hoa Kỳ cũng đang xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga và Syria. Chiến lược gia của đảng Cộng Hòa thừa nhận bà Clinton đang có nhiều hy vọng. Chỉ còn khoảng 3 tuần là đến ngày bầu cử các chiến lược gia đảng Cộng Hòa công khai thừa nhận bà Hillary Clinton có nhiều hy vọng nắm chắc 270 phiếu đại biểu cần thiết để giành chiến thắng và đang một mình một ngựa với con đường hoạn lộ thênh thang. Theo một cuộc thăm dò dư luận của Whit Ayers, nhà chiến lược của đảng Cộng Hòa, người đang tư vấn cho chiến dịch tái tranh cử của Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio cho biết, ông Donald Trump đang trên đường đi vào ngõ cụt và hoàn toàn đang bí lối. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích báo chí tường thuật về những cáo buộc của các phụ nữ về hành vi xâm phạm tình dục của ông là cuộc bầu cử bị báo chí gian lận trong một cố gắng phối hợp bởi ban vận động Clinton bằng cách đưa ra những chuyện chưa bao giờ xảy ra vì tin tức. Ông Trump sau khi thấy ngài càng thua trong các cuộc thăm dò dư luận, nay đưa luận điệu bầu cử gian lận thành tâm điểm của chiến dịch vận động của ông Thủ tướng Iraq ra lệnh bắt đầu chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul. Đài truyền hình quốc gia Loan Tin, Thủ tướng Haider al-Abadi của Iraq hôm thứ hai thông báo quân đội bắt đầu cuộc hành quân tái chiếm thành phố Mosul ở phía bắc, hiện do ISIS chiếm đóng. Đài truyền hình nhà nước đưa ra thông báo này chỉ vài giờ trước khi quân đội Iraq mở cuộc tấn công để đẩy lùi ISIS ra khỏi thành phố lớn nhì Iraq cuộc hành quân tái chiếm thành phố Mosul ở phía Bắc, hiện do ISIS chiếm đóng hai năm qua, mở đầu một cuộc chiến ác liệt nhất kể từ khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi nơi đây năm 2011. Nếu chiến dịch quân sự này thành công, thì đây là một đòn mạnh dán vào tổ chức nhà nước Hồi giáo Islamist Trong khi đó, theo tường thuật của phóng viên của AP, trực thăng thả hỏa châu trên đầu và tiếng nổ được nghe thấy từ một trận phía đông của thành phố nơi các chiến sĩ Kurd đang tiến vào các làng lân cận. Khoảng 3.000 binh sĩ Iraq, dân quân Persema của người Kurd và các dân quân từ các bộ tộc Sunni đã được chờ đợi sẽ tham dự cuộc tấn công. Đài truyền hình Rudor Television, một đài truyền hình của người Kurd, đã chiếu những đoạn video cho thấy nổ lớn ở phía đông Mosul, nơi các quân dân Persama bắt đầu tiến quân và một số thi thể nằm rải rác trên đường tiến quân. Liên Hiệp Quốc cho biết đang chuẩn bị cho một cố gắng lớn nhất và phức tạp nhất để cứu trợ nhân đạo hậu quả của cuộc chiến giành Mosul, vốn có thể làm cho hơn một triệu người mất nhà và thấy thường dân bị sử dụng làm bia đỡ đạn. Tổng thống Erdogan cảnh cáo Thủ tướng Iraq về chiến dịch tổng tấn công Mosul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hãy biết những giới hạn của mình đồng thời cảnh báo quân đội thổ nhĩ kỳ không nhận chỉ thị từ Iraq về trại Basika phát biểu tại một cuộc họp quy tụ các lãnh đạo hồi giáo ở Istanbul ông Erdogan nói Iraq đã yêu cầu chúng tôi một số điều liên quan tới trại Basika bây giờ thì họ bảo chúng tôi hãy rời khỏi nơi này nhưng quân đội thổ nhĩ kỳ không mất uy tín tới mức phải nhận lệnh của các ông ông nói thêm thủ tướng iraq đang có những lời lẽ xúc phạm tôi nhưng trước hết ông hãy biết những giới hạn của ông trước đã thổ nhĩ kỳ và iraq đã triệu tập đại sứ của nhau giữa lúc cuộc đối đầu ngoại giao tiếp tục leo thang thủ tướng iraq haider al abadi cảnh báo thổ nhĩ kỳ rằng nước này có nguy cơ châm ngồi cho một cuộc chiến tranh khu vực bằng cách duy trì sự hiện diện của binh sĩ nước ông trên lãnh thổ Iraq. Ông Pence tuyên bố liên danh của đảng Cộng Hòa tuyệt đối chấp nhận kết quả bầu cử. Ông Mike Pence hôm qua cho biết ông và Donald Trump sẽ tuân theo ý của cử tri trong ngày bầu cử và cho rằng lời tuyên bố của ông Trump cho rằng truyền thông gian lận và thiên vị khi loan tin về cuộc bầu cử bắt nguồn từ các phương tiện truyền thông có ý xấu đối với ông đang hội đồng ông. Chúng tôi hoàn toàn sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, Pence nói trong cuộc phỏng vấn truyền hình. Ông cho biết những lời cáo buộc ông Trump đăng tải trên Twitter ăn khớp với nhau từ giai đoạn chiến dịch tranh cử bắt đầu, nhưng không có bằng chứng và rõ ràng nó phản ảnh sự thiên vị rõ ràng trong các phương tiện truyền thông quốc gia. Đó là nơi mà ý nghĩa của một cuộc bầu cử gian lận ở đây không lâu sau khi ông Pence đưa ra lời tuyên bố đó ông Trump Twitter một nội dung như sau trong một nỗ lực phối hợp với chiến dịch tranh cử của bà Clinton bằng cách kép những câu chuyện đã không bao giờ xảy ra vào trong tin tích theo tiết lộ của Wikileaks bà Hillary Clinton thường tránh né những lời chỉ trích trực tiếp của giới đầu tư tại Wall Street liên quan tới những bài diễn văn của bà Hillary Clinton được ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tài trợ để phản ứng cuộc khủng hoảng tài chính mà do chính sự sụp đổ của Goldman Sachs gây ra. Ba email vừa được tiết lộ hôm thứ bảy nằm trong số những email bị tin tặc đột nhập vào máy điện toán của chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên của Đảng Dân chủ không chứa bất kỳ những chi tiết mới cho thấy cô đã bị ảnh hưởng quá mức bởi sự đóng góp của ngành ngân hàng. Như đối thủ chính của bà là thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã cáo buộc tuy nhiên cách tiếp cận với tư bản của bà một cách khéo léo và nhẹ nhàng trong các bài phát biểu vẫn có khả năng như một lời nhắc nhở để cho những thành phần cử tri có khuynh hướng tự do trong đảng dân chủ quan tâm rằng ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ là quá gần với giới tài phiệt tại wall street và hậu quả của vấn đề này nếu bà clinton đắc cử Đến đây chương trình xin tạm dừng trong giây lát. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Xin trân trọng kính mời tham dự đêm tiệc chay gây quỹ xây dựng Phật Bảo Tự vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016 vào lúc 6 giờ 30 chiều đến 10 giờ 30 tối tại nhà hàng Harvest Moon số 7260 Arlington Boulevard, Virginia 22042. Đây là một chương trình văn nghệ phong phú với sự góp mặt của nữ ca sĩ Y Phương và nam ca sĩ thiền vị đến từ trung tâm Asia, ca sĩ Kim MC, Hoàng Vũ và Huỳnh Trung Trực. Mọi chi tiết xin liên lạc thích nữ luân liên điện thoại 703 256 8230. hoặc có thể email về phật bảo tử at gmail com thông báo đêm giả vũ hội thiện tâm để kỷ niệm đề thập thức chu niên ngày thành lập hội thiện tâm và nhằm mục đích gây quỹ giúp đỡ những người mù lòa khuyết tật các trẻ mồ côi và những đồng bào nghèo khổ bất hạnh nơi quê nhà hội thiện tâm sẽ tổ chức buổi cơm tình thương văn nghệ và giả vũ lá lành đùm lá rách vào lúc 6 giờ chiều chủ nhật 23 tháng 10 năm 2016 tại nhà hàng Harvest Moon Virginia với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Trúc đến từ California, ca sĩ Thiện Vị cùng các ca sĩ vùng hoa thịnh đốn và ban nhạc The Red Sun. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn cho hội và niềm hy vọng cho đồng bào bất hạnh nơi quê nhà. Dạ tiệc dạ vũ mừng Ngân Khánh, chương trình khuyến học La Sang, thứ Bảy 12 tháng 11 năm 2016, từ 18 giờ 30 đến khuya với ban nhạc Hải Đăng tại nhà hàng Thần Tài, 6249 Arlington Boulevard, Falls Church, Virginia 22044. Chương trình gồm các tiết mục chính như sau. Âm nhạc do học sinh tham dự chương trình khuyến học trình diễn, phát thưởng các giải khuyến học và giải phụng sự chiếu sáng đường đời, các bánh và mở rượu mừng ngân khánh 25 năm, chương trình khuyến học La Sang, văn nghệ và giả vũ dành cho khách dự tiệc với ban nhạc Hải Đăng. Giá vé 35 Mỹ Kim, giá ủng hộ 50 Mỹ Kim. Mua vé xin liên lạc về địa chỉ của hội, điện thoại 703 922 9197 anh Nguyễn Minh Hoàng, điện thoại 571 594 3395 hoặc anh Ung Kim Lâm, điện thoại 703 307 5001. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDA trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay trao tặng, và Best of Show – tức là sản phẩm độc đáo nhất do hiệp hội residential systems trao tặng đây là một vinh dự lớn lao cho công ty luraco một lần nữa ghế massage luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số một thế giới ghế massage luraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của hoa kỳ ghế massage luraco cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học weber tiểu bang utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất thêm chi tiết xin liên lạc -9930, -9930. Mùa hè sắp đến, Vườn Mai Vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn Mai Vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với may Vàng Florida 941-301-9251, 941-301-9251. Tại Sajuri, chúng tôi có sửa chữa nữ trang thâu, mua vàng vụn, hai pin đồng hồ, dịch vụ cầm đồ, bán quà lưu niệm, gửi tiền và quà cáp về Việt Nam, sửa vi tính máy in, máy copy, máy fax, tận tâm, uy tín, an toàn, nhanh lẹ. Chúng tôi có cho thuê mặt bằng để làm văn phòng khai thuế, bán vé máy bay hoặc làm các loại nghề. Tại Star Supply đó, địa chỉ số 2 Professional Drive, phòng 216 Gaithersburg, Maryland 20879. Điện thoại 301-947-0838. 301-947-0838 301-366-9381 301-366-9381 Tiệm nằm trên đường 355 North Frederick Road, gần Salvation Army và 7-Eleven, gần văn phòng bác sĩ Trực Nguyễn. Tiệm nằm ở phía ngoài lộ đường chính. Xin kính mời quý đồng hương.